Sữa tươi công thức dinh dưỡng cho người lớn tuổi đầu tiên tại Việt Nam, nâng cao sức khỏe tổng thể cho người lớn tuổi. Đỡ cổ anh. Cho tôi đọc tay lại. Cứu tôi, cứu tôi. Khác chưa? Ôi, bao nhiêu năm về nước. Ôi, đẹp quá. Ủa? Hôm nay anh phẫu thuật ca nào vậy? Tôi không biết mọi người chỉ là bác sĩ mổ ca mổ ruột thừa của Kiều Minh Tuấn. Chắc hay sức khỏe của anh Tuấn như thế nào sau ca mổ tôi vừa hoàn thành xong? Vết thương bị chương lên nhẹ. Đỡ cổ anh, đỡ cổ anh. Trời ơi, đi thăm đồ mà đụng hàng. Chào mừng các bạn đến với Thanh Xuân Cinema. Bây giờ là lúc chúng ta thưởng thức các MV. Để công bằng nhất, chúng tôi có mời đến đây 10 thành viên ban bình chọn. Chúc cố em nha, em chúc cố nha em. Không nhận chạy. Bắt tay. Không có xin, không có xin. Nói tóm nha. Xin là khoản gửi em nha, xin là khoản gửi em nha. Đến với MV đầu tiên. MV nào dở chiếu nhất trước đi. Chiếu của em đó. Chiếu của em á. Thì chiếu của em đó. Chiếu của em đó. Anh ơi, nói gì? Chúng tôi chưa xem MV nên chưa biết chất lượng. Nhưng chúng tôi đã chọn MV của đội... MV của đội... Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Phú Văn Đào chiếu trước. Có đẹp nha, có đẹp nha. Mang cái đồ dở hay đưa lên trước á. Mặc cái bộ đồ bệnh viện là thấy có đẹp. Trời ơi. Bây giờ các thành viên ban bình chọn sẽ chấm điểm cho các bạn. Yeah. Đầu tiên xin mời điểm số của đội Dương Lâm, Ngô Kiến Huy và Phương Anh Đào. Nói gì nữa, vui vẻ anh em ơi, quan hỷ đi. Quá tuyệt vời. Quan hỷ anh em cực khổ như nhau, bớt cho tiết kiệm lại. Ăn uống có thể không cho nhưng mà điểm phải gọi là dư thừa. Thôi. Đúng rồi. Tôi phải cũ, cũng phải tài liệu. 3, 2, 1. 10 không. Trời. 3, 2, 1. 10 không. 2, 1. Trời. Ủa, có chị này giờ Hương á, chị thì có chị, em chúc chị gia đình giàu mãn đời nha, giàu mãn đời nha. Chị gọi là chị phóng khoáng lắm, cái người chị có hậu lắm, em thấy cuộc đời chị là gọi là phát triển người lắm. Phúc đức vô biên. Tiếp theo. Wow, nghệ thuật. Cho tôi đọc tay lại. Cứu tôi, cứu tôi. Khác chưa? Đi ra. Nữa, đi ra, nhanh. Wow. Ai kìa.
có duyên quá trời. Trời ơi, nét nũng nịu đồ á. Đi học mẫu giáo cái gì? Máy đang chạy. Samsung chạy. Đá chân nào chim vật phải. Trời ơi. Đưa chân lên hả? Nè, nó phải giật chân, nó phải vậy nè. Làm ơi đừng gác ra rớt xuống dưới làm ơi. Đem đang múa anh ơi. Trời ơi, gác lên không? Bắt chim nhau, bắt chim nhau. Gì vậy? Bắt chí hả? Thôi ba chim đi đi. Con chim chứ đâu hay khỉ đâu, bắt chí. Sao kỳ vậy? Con cha đừng có gian con heo. Múa con chim mà diễn con khỉ. Rồi xuống tắm nào, xuống bơi nào, tắm nào, tắm nào. Bắt nó sang xuất hiện. Phan, phan, phan. Phan, phan, phan. À. Té được đâu, té được đâu. Chị ơi, bác thời sao bắn sưng cái mỏ chị rồi. Như đó là sự tưởng tượng của một bạn chim trong đội mà thôi. Không có ông thời sang nào đây cả. Ủa? Chim mới ngủ đang mơ mà. Em ơi, tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Hên quá. Một cơn ác mộng. Đúng. Thôi bây giờ chúng ta hãy tiếp tục điệu nhảy của mình nào. Chạy nữa ơi, chạy. Chạy nữa ơi, chạy. Rồi chết anh đi gắt anh. Chán. Đó được rồi, đúng vậy được rồi. Mệt mỏi thiệt. Thấy được rồi chị. Thấy được rồi, cái câu chuyện hay quá. Câu chuyện nhân văn quá. Hên quá em có con gấu. Chứ không là mệt mỏi rồi. Ủa anh cầm túi makeup đi đâu vậy anh? Mình cầm gì mà được. Sao bóp mắt à, mắt xa dạo hả? Sẽ được mang quá trời đồ vậy. Ủa em no. Ủa alo. Alo. Ôi bao nhiêu năm về nước. Ôi. Đẹp quá. Ủa hôm nay anh phẫu thuật ca nào vậy? Tôi không biết mọi người chỉ là bác sĩ mổ ca mổ ruột thừa của Kiều Minh Tuấn. Chẳng hạn sức khỏe của anh Tuấn như thế nào sau ca mổ tôi vừa hoàn thành xong? Vết thương bị chương lên nhẹ. Trong chuyến đi lần này, để các bạn hòa mình vào thiên nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị concept cho hợp với chỗ ngủ của các bạn. Và đây là những vật dụng để các bạn có thể lo cho chỗ ngủ của mình. Tuy nhiên, đội thắng sẽ được chọn vật dụng cho đội thua. Được rồi, để nhà Phương chọn đi ạ. Không lẽ dạ. Để chồng mình khổ cực. Chẳng lẽ nào Phương lại để cho bạn Phương khổ cực nhỉ? Đừng nghĩ gì về anh. Cả một đời anh lấy em đã khổ cực rồi. Trời ơi, chỉ có hai sai lầm. Lần thứ nhất là thôi, bị ung thư. Đừng đào sâu. Trả ra đừng đào sâu, hôn sự người ta. À bên kia, bên kia. Mình tham khảo được không ạ? Mày
Trời ơi, quăng vậy đi. Những gì màu sáng giờ mấy người đã đối xử với tôi. Bà ba, bà ba, bà ba. Lâm, anh Lâm hả? Anh làm bên bệnh viện mà đưa cho chiếu đó. Cô sợ lắm, trời ơi sợ ghê lắm. Áo màu xanh rồi phẫu thuật không thành công thôi rồi bất công. Hát cái câu gì, hát câu gì? Xin quý vị cùng trúng mai là tôi có cái phiếu ngủ sướng nha. Tụi miễn đứt dây chằng một lần ngủ sướng. Bây giờ mình chơi game này, bây giờ là đồng đội của em sẽ ngủ khổ. Dạ. Anh có một cái phiếu ngủ sướng. Dạ. Thì em sẽ tụi mình ngủ chung với lại những người bên anh, đội của anh. Ủa đội anh thì đâu có ai đâu, có anh Phương với lại thì em sẽ vô đội anh, em ngủ sướng trong cái liều bánh bao đó. Cảm ơn anh Huy nhé. Thì chứ để con gái đứa ngủ ngoài chiếu kỳ lắm. Thôi giải quyết lẹ đi. Rồi. Rồi bây giờ em lẹ con cái chiếu không được, đừng lấy gì ngủ. Thì vợ anh cho nhiêu anh lấy nhiêu đi. Nè đây có gì với chồng không, đâu có là xài đúng không? Rồi cái này sao, cái này là gì? Hay xài sao ta? Chống nhiệt. Trời đã quá ha. Đừng lòi phèo. Anh Tuấn ơi. À trời ơi. Để ngoan ta. Dạ. Hay vậy? Nhưng mà em nghĩ làm như đây chứ hả? Ủa ngựa mà anh? Bị ngựa hả? À vậy hả? Phòng em chơi. Anh ơi sao giống vua gia cư vậy? Anh ơi sao giống vua gia cư vậy? Cái gì? Ê em nè, bữa nay em rất là nhiều thứ nè. Sao vậy? Đi tàu thì muốn làm hà bá. Rồi vô bệnh viện thì muốn phẫu thuật. Rồi hả cái gì? Lên núi thì muốn là hả rớt xuống núi. Rồi bây giờ vua gia cư thì chui vô đây rồi xe tải năm thấy làm cái ào. Xe tải đâu trong này? Thì đó, ví dụ vậy. Anh vậy rồi. Ôi có cái cửa luôn nè. Ô trời ơi. Bà nơi hay đến thăm nhà của tôi. Mình không cần chùm lên miếng nữa đâu hả? Chùm chi nóng lắm, để về đi. Nè mọi người, cho bên team bên này nè, có xài được thì xài. Không, không xài, tụi em xài. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Đâu mưa đâu, tự nhiên đưa áo mưa chị, cho tụi em. Chị cũng đồ thua, chị đặt gì đi cho. Em quên, lộn tâm lý. Chị nghèo, chị hay làm phước quá. Mọi người, toilet của em nha, mọi người có vô nha. Có toilet luôn hả? Toilet riêng. Ủa, có cái hầm cách ra anh. Có, vô đi bà. Ủa, đường nào? Đi toilet cực vậy. Rồi xong. Sao cứ đứng nhìn rồi sao ra đi. Ủa rồi nướng nó thoát được nè. Anh lấy điện cho em nha. Cho em xin điện được không ạ? Để kê cái đầu. Ôi ok. Cũng mã lắm, hồi nãy kêu cái này kê xuống đi. Em phải nằm với mền. Em nằm ngoài mé cho, em nằm ngoài mé cho. Tại nghiệp chồng tôi ghê chứ kìa. Tối nay có bệnh hoạn gì kêu tôi bác sĩ nha. Xin chào cả nhà, ngủ ngon. Giúp cả nhà ngủ ngon. Ôi trời ơi, mệt quá.